Trước khi vào buổi lễ tổng kết hôm nay, xin mời toàn thể quý vị quan khách, quý vị đại biểu cùng các chị em, chúng ta sẽ thưởng thức dài giọng hát đạt thành tích tốt trong những khóa học vừa qua. Vâng, và để mở đầu tiếng hát của bạn Bùi Vũ Tuấn, giải nhất giọng ca cái đường truyền hình An Giang mở rộng năm 2014, giải nhất giọng ca Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2014 với ba cây cổ 126, tiếp theo bài nhạc cổ Cung Đàn Đêm Mưa, một sáng tác của Nguyễn Thành Nhân. Thank you.